Kính thưa quý thầy chủ tọa đoàn, các bạn thân mến. Thầy sẽ điều khiển cái slide ở bên kia. Nó sẽ lên kia, còn bên này nó tự chỉnh theo. Cảm ơn đấy. Với tiêu đề chuyển đổi điều trị hướng dẫn và bằng chứng COPD năm 2018. Tôi xin được bắt đầu với một cái nhìn có tính chất là khái quát các guideline mà chúng ta tham khảo rất là nhiều, tức là các cái guideline của Mỹ và các nước Tây Âu, trong đó có nước bạn Nga của chúng ta rất là quý mến. Có ba nhận xét dưới cái con mắt của một cái tác giả tên là Miravilles, nói rằng là có một cái sự khác biệt ở trong các guideline này về phương pháp phân tầng mức độ nặng, xem xét kiểu hình bệnh nhân và tiêu chí sử dụng corticosteroid, cái mà chúng ta đã bàn trong cái session buổi sáng hôm nay. Bên cạnh những cái câu chuyện người ta đồng thuận với nhau trong các guideline thì có một cái ý cũng rất quan trọng, tức là có sự khác biệt trong định nghĩa phân nhóm bệnh nhân. Mà sáng nay chúng ta cũng đã có dịp bàn về vấn đề các phân nhóm bệnh nhân của Gold. Thế thì cái chuyện mà các cái sự khác biệt giữa Gold và các cái guideline quốc gia, nó không phải là không có các cái ảnh hưởng nhất định tới thực hành lâm sàng của các thầy thuốc. Và tất nhiên là thầy thuốc Việt Nam cũng không phải là một cái ngoại lệ. Trên slide này cho chúng ta có một cái nhìn theo trục dọc về thời gian từ năm 1930 đến năm 2014, là chúng ta đã sử dụng thuốc như thế nào trong cái việc tiếp cận điều trị COPD. Ở những năm đầu tiên chúng ta sử dụng sanctin, sau đó chúng ta dùng salbutamol, sau đó chúng ta dùng Sama ICS, rồi là Lama Lama, rồi ICS Lama. Cho đến những cái khoảng năm 2010, tức là những khoảng trong vòng một thập niên trở lại đây, thì chúng ta dường như thấy có một cái khuynh hướng nổi lên rất mạnh, đó là sử dụng thuốc giãn phế quản, đặc biệt là thuốc giãn phế quản tác dụng dài, và các cái nghiên cứu sử dụng các cái thứ thuốc kháng viêm chọn lọc không steroid. Đấy là một cái cách, thật sự mà nói, đấy là một cái cách nói lên rằng là cái quan điểm về mặt nhìn nhận về mặt bệnh học, bản chất bệnh học của COPD chúng ta đó có một cái sự thay đổi rất rõ rệt trong khoảng chừng 10 năm trở lại đây. Nếu chúng ta nhìn vào COPD thì chúng ta sẽ thấy rằng là câu chuyện của COPD nó không giống với câu chuyện của hen, tức là nó chỉ làm thay đổi nhất thời cái thông khí, đặc biệt là cái thể tích lưu thông của bệnh nhân. Mà trong COPD thì nó có một cái hiện tượng gọi là hiện tượng tăng cái thể tích cạn, đặc biệt là tăng thể tích cạn trong cái trạng thái gắng sức. Nếu chúng ta nhìn trên cái sơ đồ này, chúng ta sẽ thấy rằng là ở trên bệnh nhân, ở trên cái người bình thường của chúng ta đó, khi chúng ta gắng sức thì cái thể tích của phổi ở cuối thì thở ra nó lập tức nó phải giảm xuống để cho cái thể tích lưu thông của chúng ta nó tăng lên, và như vậy cái khả năng hít vào hay là cái dung tích hít vào của bệnh nhân nó sẽ tăng lên đáp ứng với cái nhu cầu oxy trong cái tình trạng gắng sức. Nên tuy nhiên có một câu chuyện ngược lại là đối với COPD thì chúng ta càng gắng sức bao nhiêu thì cái thể tích của phổi cuối thì thở ra nó lại càng tăng lên bấy nhiêu. Đấy là một cái nghịch lý rất là lớn về mặt sinh lý, làm cho cái đường cong nó sẽ tăng lên như thế này. Và như vậy rằng rõ ràng ở trong tình trạng kháng sức, thay vì chúng ta phải tăng cái dung tích hít vào, thì trên người COPD càng kháng sức bao nhiêu thì cái dung tích hít vào nó lại càng giảm đi bấy nhiêu. Đấy là một câu chuyện hết sức quan trọng trong cách nhìn nhận về sinh lý suy hô hấp của bệnh nhân COPD. Thế còn khi mà chúng ta nói đến tắc nghẽn ở trong COPD thì tôi rất muốn so với các bạn cái hình biến đổi về mặt giải phóng bệnh lý ở trong COPD. Trên cái hình như thế này thì chúng ta thấy rõ ràng là cái hiện tượng tắc nghẽn ở trong COPD nó không giống như cái tắc nghẽn ở trong hen phế quản hay là trong các cái viêm phế quản cấp, mà ở đây có một cái hiện tượng rất quan trọng, đó là hiện tượng gọi là tái cấu trúc hay là remodeling theo tiếng Anh. Là nó có một cái biến đổi rất mạnh trên tầng niêm mạc và tầng dưới niêm mạc, làm cho cái lòng phế quản nó thu hẹp lại. Đấy là một trong những cơ chế rất quan trọng của hiện tượng tắc nghẽn. Và luôn luôn người ta nhấn mạnh rằng trong cái tình trạng COPD với các biến đổi giải phẫu bệnh như vậy đó, thì luôn luôn có một cái gọi là thường trực, đó là hiện tượng tăng trương lực phó giao cảm. Thế thì nếu như trong một cái cơ chế về mặt bệnh học như vậy
thì chúng ta sử dụng thuốc giãn phế quản thì thuốc giãn phế quản sẽ tác dụng như thế nào? Đối với hen phế quản thì chúng ta hiểu rất rõ rằng là thuốc giãn phế quản nó giúp cho làm cho các cơ chân phế quản giãn ra và thông khí nó sẽ được cải thiện. Nhưng mà với một cái hình giải phẫu bệnh như thế này thì chúng ta thấy rằng là vai trò của thuốc giãn phế quản là rất khó giải thích, rất khó giải thích. Tuy nhiên thì ngay từ đầu chúng ta cũng đã thấy rằng là trên những cái bệnh nhân COPD, thí dụ như trong nghiên cứu này là trên bệnh nhân COPD ở trung, mức độ trung bình nặng, khi người ta kết hợp các thuốc giãn phế quản theo các cơ chế khác nhau kích thích beta 2 và kháng cholinergic, ở trong nghiên cứu này là sử dụng SABA và SAMA, thì người ta thấy rất là rõ rằng là 53,9% bệnh nhân tăng FEV1 trên 12% và trên 200ml và 65,6% tăng trên 15%. Với một cái kết quả nghiên cứu như thế này thì tôi rất mong là chúng ta nên có một cái nhìn thay đổi rất cơ bản trong định nghĩa COPD. Chúng ta nói trong định nghĩa COPD là tình trạng tắc nghẽn không hoặc kém hồi phục. Nhưng mà nếu chúng ta có 53,9% bệnh nhân tăng FEV1 trên 12% và 65,6% tăng trên 15%, thì rõ ràng cái định nghĩa đó hay là cái khái niệm về cái sự hồi phục của tình trạng tắc nghẽn như vậy là chúng ta thấy rằng là nó không còn cơ sở khoa học nữa. Thế trên cơ sở như vậy, thì tôi rất muốn nói đến cái câu chuyện chúng ta kết hợp thuốc giãn phế quản ở trong xử lý tình trạng tắc nghẽn đối với COPD. Thí dụ như chúng ta có một cái chai nước như thế này. Nếu chúng ta nói rằng là tôi muốn đổ hết nước ở trong cái chai này thì rất đơn giản là chúng ta lật cái chai đó nằm thẳng ra thì nước nó sẽ đổ ra. Nhưng tuy nhiên thì rõ ràng về mặt cơ chế mà nói thì khi chai nước nó nằm như thế này thì chúng ta vẫn thấy còn một cái lượng nước vẫn nằm ở trong chai, không thể đổ hết được. Làm cách nào thì lăn qua lăn lại thì nó cũng không đổ hết được. Thế như vậy rằng là nếu mà chúng ta muốn cho cái chai nước này hết, chỉ có một cách duy nhất là chúng ta vừa phối hợp cái chuyện lật ngang chai ra và chúng ta phải đẩy dốc ngược cái đáy chai lên thì chúng ta mới đổ hết được nước. Đấy là một cái là mô phỏng rất đơn giản nói đến cái việc mà chúng ta muốn cải thiện được cái tình trạng thông khí ở trong sinh bệnh học COPD một cách gọi là căn cơ, thì rõ ràng chúng ta phải phối hợp rất nhiều cơ chế để chúng ta giải quyết cái bài toán tắc nghẽn ở trong COPD. Đối với COPD thì chúng ta hoàn toàn thống nhất với nhau rằng hiện tượng tắc nghẽn, hiện tượng thông khí cạm làm tăng thoái biến chức năng, làm giảm chất lượng cuộc sống, tăng triệu chứng và tăng các đợt cấp. Cái này thì chúng ta đã có hoàn toàn đầy đủ các evidence để chứng minh chuyện này rồi. Nên tuy nhiên đó, thì khi mà chúng ta kết hợp các thuốc giãn phế quản theo các cơ chế khác nhau kích thích beta 2 kháng cholinergic thì chúng ta sẽ tạo nên được các cái hiệu ứng, mà các cái hiệu ứng đó có thể giúp cho chúng ta hoàn toàn giải quyết được những cái gọi là hệ lụy rất cơ bản trong cái sinh lý bệnh học của COPD. Đó là vấn đề tăng thoái biến chức năng, đó là vấn đề chất lượng cuộc sống, đó là vấn đề đợt cấp và đó là vấn đề cải thiện chất lượng cuộc sống. Tất cả các guideline hiện nay của chúng ta đó đều hướng đến một cái chuyện là nếu chúng ta nói rằng chúng ta tiếp cận điều trị COPD thì chúng ta cần phải giải quyết vấn đề triệu chứng, chúng ta cần phải giải quyết vấn đề chất lượng cuộc sống của người bệnh và chúng ta cần phải giải quyết nguy cơ trong tương lai của người bệnh, tức là nguy cơ về thoái biến chức năng và nguy cơ về đợt cấp. Chúng ta cần phải giải quyết như vậy. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn vào cái hiệu quả thực có của cái việc chúng ta sử dụng thuốc giãn phế quản thì chúng ta thấy rằng là hiệu quả của thuốc giãn phế quản đáp ứng đầy đủ các cái tiêu chí đặt ra đối với việc chúng ta quản lý COPD. Đó là giảm triệu chứng, đó là tăng khả năng kháng sức, đó là tăng chất lượng cuộc sống và tất nhiên đó là vấn đề chúng ta giảm được các nguy cơ tương lai về vấn đề thoái biến chức năng và vấn đề giảm đợt cấp. Hoàn toàn chúng ta có thể dựa vào một cái điều trị nền tảng đó là thuốc giãn phế quản để chúng ta giải quyết cái bài toán là mục tiêu đặt ra đối với quản lý và điều trị COPD. Chúng tôi muốn trích dẫn một vài các guideline của quốc tế không theo cái khuynh hướng của Gold. Như sáng nay tôi có đặt câu hỏi, tôi trao đổi ở trong hội trường, đó là không có cái khuynh hướng phân loại ABCD theo kiểu Gold. Năm 2013, cái guideline của Nhật họ đưa ra một cái sơ đồ điều trị mà chúng ta thấy trên cái sơ đồ điều trị này thì cái tiếp cận cơ bản của guideline này đó là triệu chứng lâm sàng. Đặc biệt của guideline này đó là triệu chứng lâm sàng. Và trên nền cái triệu chứng lâm sàng đó, chúng ta sẽ quyết định ít hay nhiều, đơn trị hay là kết hợp thuốc giãn phế quản. Và chỉ khi mà bệnh nhân có nhiều đợt cấp
Và chúng ta có thấy ở một vài guideline nói đến cái gọi là phenotype hen thì người ta mới quyết định cái vai trò điều trị có hay không, xem xét cái vai trò điều trị của ICS. Đấy là một câu chuyện rất là cụ thể của một cái guideline quốc gia của một người bạn ở châu Á cùng với chúng ta. Tôi lại quay sang một guideline khác là guideline của Nga năm 2018. Thì guideline của Nga họ cũng tiếp cận bằng triệu chứng. Thay vì cái chữ triệu chứng lâm sàng của guideline Nhật thì họ cụ thể nó ra bằng các triệu chứng lâm sàng rồi bằng các cái thang điểm đánh giá. Thí dụ như thang điểm KES chẳng hạn hoặc là thang điểm MIC chẳng hạn. Và họ cũng nói đến vấn đề triệu chứng và họ chỉ nói đến ICS là 3 khi mà bệnh nhân có nhiều đợt cấp. Đấy là một câu chuyện rất hay. Bây giờ trở lại câu chuyện Việt Nam thì tôi cũng rất muốn thông báo với các bạn là chúng tôi mới tổ chức một cái nghiên cứu đa trung tâm ở Việt Nam để xem ra rằng thầy thuốc Việt Nam của chúng ta, tôi cũng là một thầy thuốc Việt Nam, chúng ta quan niệm như thế nào về đánh giá triệu chứng của bệnh nhân COD trong các hồ sơ bệnh án. Thì trong nghiên cứu này cho thấy chỉ có 5% bệnh nhân COPD chúng ta được tái khám, quản lý bằng hồ sơ, ghi nhận trong hồ sơ là có đánh giá triệu chứng. Hay nói một cách ngược lại là 95% bệnh nhân COPD chúng ta hoàn toàn không đánh giá triệu chứng. Mà tôi xin được nhắc lại rằng là triệu chứng lâm sàng là nền tảng quan trọng để quyết định điều trị trong COPD. Từ các guideline của Nhật hay là các guideline của Nga mà tôi mới trình bày. Thế thì câu chuyện này tại sao nó là như vậy? Tại sao các bác sĩ Việt Nam không làm cái chuyện đánh giá? Rõ ràng chúng ta phải nhìn một cách chia sẻ rằng là bác sĩ Việt Nam trong điều kiện làm việc của Việt Nam rất khó sử dụng các thang điểm hướng dẫn theo kiểu của quốc tế trong cái thực hành lâm sàng của Việt Nam. Và không phải là họ không có lý khi họ không tập trung giải quyết cái bài toán đánh giá lâm sàng của bệnh nhân COPD. Đấy là một câu chuyện thực tế. Và tôi cho rằng cần phải có một cách nhìn, chia sẻ và hướng cái câu chuyện này đến cải thiện cái việc đánh giá lâm sàng của bệnh nhân COPD, chứ không phải là áp dụng nguyên văn cái mà guideline quốc tế họ hướng dẫn. Bởi vì trong thực tế của Việt Nam rất khác so với điều kiện thực hành của thế giới. Thế thì ở đây chúng tôi chỉ muốn nói rằng là nếu chúng ta thấy rằng các guideline đều nói đến cái thang điểm khó thở, tức là thang điểm MIC đó, nó nói đến cái câu chuyện là từ 2 điểm trở lên. Và tôi rất muốn rằng là dù chúng ta có thiếu sót như thế nào thì cái ít nhất là chúng ta cũng xem là bệnh nhân có từ 2 điểm trở lên hay không. Thì đối với thang điểm MIC thì thang điểm từ 2 trở lên là khó thở khi gắng sức ở mức độ trung bình. Khó thở ở gắng sức mức độ trung bình. Và chúng ta nên lấy một cái thước đo có tính chất là quy ước đối với tuổi bằng chiều cao, thí dụ như đi lên tầng 1, tầng 2, hoặc là bằng chiều dài, thí dụ như bằng mét ở các lứa tuổi để chúng ta có thể có một ghi nhận tương đối để chúng ta đánh giá về mặt triệu chứng lâm sàng để quyết định cho nó phù hợp vào thuốc điều trị. Thế còn với một cái guideline nữa mà tôi muốn kết thúc cái việc mà chúng ta tham khảo các guideline quốc tế bằng cái guideline của SHEC năm 2013, thì guideline của SHEC nói rất là rõ rằng là cái trị liệu chuẩn trong COPD là thuốc giãn phế quản. Và tôi rất muốn nhấn mạnh rằng là cái trị liệu chuẩn trong COPD là thuốc giãn phế quản, và nếu chúng ta điều trị cái gì không phải thuốc giãn phế quản thì đó là điều trị theo phenotype. Và chúng ta phải phenotype trước khi chúng ta quyết định các cái điều trị ngoài thuốc giãn phế quản. Trong đó là gì? Trong đó là ICS, trong đó là mucoactive, trong đó là kháng sinh, và trong đó là các thuốc kháng viêm không steroid theo cái hướng là kháng viêm có chọn lọc như tôi trình bày ban nãy. Trở lại câu chuyện của sáng nay chúng ta bàn là phân loại GOLD ABCD, cái mà chúng ta đã kể như đã gối đầu giường trong cái nhận thức của chúng ta rồi. Thì có một cái nghiên cứu ở cộng đồng phân tích 3 cái nghiên cứu rất là lớn, đó là nghiên cứu COPGIN, nghiên cứu Copenhagen và nghiên cứu ECLIPSE. Họ thấy rằng là nếu như chúng ta phân loại ABCD thì cái số bệnh nhân mà được xếp vào C và D đó không có nhiều đợt cấp. Chỉ có nhiều đợt cấp chỉ chiếm khoảng chừng 20-30%, còn không nhiều đợt cấp thì cả C và cả D chiếm đến 70-80%. Hay nói một cách khác, nếu chúng ta nói rằng là COPD có nhiều đợt cấp thì có chỉ định dùng ICS, thì phân loại ABCD theo kiểu của GOLD có đến 70-80% bệnh nhân là không cần chỉ định ICS. Đấy là một cái
gọi là phân tích, gọi là logic suy diễn. Thực tế thì như thế nào? Thực tế thì cho chúng ta thấy rằng là chúng ta sử dụng ICS rất là rộng rãi. Một cái phân tích của gọi là chăm sóc ban đầu primary care ở Anh năm 2014 cho thấy rằng là trên 50% bệnh nhân cần phải thay đổi điều trị trong quá trình điều trị theo dõi khoảng là chừng 2 năm thì 50% bệnh nhân phải thay đổi điều trị. Hay nói một cách khác là chúng ta rất là mơ hồ trong cái việc quyết định cái trị liệu chuẩn cho bệnh nhân ngay từ lúc đầu. Cho nên là chúng ta thay đổi rất là nhiều trong quá trình theo dõi. Và cái thứ hai nữa là các cái phác đồ điều trị bằng thuốc có kết hợp với ICS ở trong cái nghiên cứu này ở Anh ấy, là nó chiếm đến gần 70%. Gần 70% bệnh nhân dùng ICS. Nếu mà chúng ta nói rằng là gần 70% bệnh nhân dùng ICS thì chúng ta lại hơi nghịch lý với cái chuyện chúng ta nói rằng là khoảng 70-80% bệnh nhân của chúng ta không có nhiều đợt cấp ở trong nhóm C và D mà trên cái sơ đồ Gold là cho phép sử dụng ICS. Ở Việt Nam thì sao? Đây cũng là cái nghiên cứu mà chúng tôi vừa nói ban nãy. Ở Việt Nam của chúng ta thì con số nó lại còn ngoạn mục hơn nữa, là không phải là 60-70 mà lên đến 92,7% các trường hợp chúng ta điều trị bằng các phác đồ có ICS. Đấy là thực tế Việt Nam. Đây là câu chuyện mà thầy Châu buổi sáng nay có trình bày chúng ta cái sơ đồ hướng dẫn sử dụng trong COPD bằng cái phân loại A, B, C, D. Thì chúng ta thấy rằng là cái A, B, C, D này hoàn toàn không có vai trò của ICS ở trong cái phân nhóm A và B. Và người ta chỉ nói đến ICS ở trong nhóm C và D thôi. Thế thì cái câu hỏi đặt ra, luôn luôn đặt ra với chúng ta rằng, cũng như là tôi sáng nay tôi có một cái bức xúc tôi hỏi là liệu như ở A và B này có vai trò của ICS không? Hoặc là ngược lại là C và D có bao giờ có bệnh nhân tuyệt đối không dùng ICS không? Rõ ràng là có chứ không phải là không. Chỉ có một cái là chúng ta tiếp cận nó chưa đến thôi. Thế vì thì khi nào thì dùng ICS? Có rất nhiều các cái quan điểm. Nhưng mà chúng tôi xin được nhắc lại các quan điểm đó, nhấn mạnh ở ba cái thuật ngữ. Thứ nhất là điều trị ICS khi bệnh nhân có nhiều đợt cấp. Thứ hai là điều trị ICS được khuyến cáo xem xét khi bệnh nhân tăng bạch cầu hoại toan. Và cái thứ ba là trong trường hợp COPD có phenotype hen. Tôi rất thích dùng cái từ phenotype hen. Thế thì tại sao như vậy? Thì từ đã rất lâu rồi chúng ta đã biết được cái nghiên cứu ECLIPSE. Nghiên cứu ECLIPSE nói rằng cái yếu tố đợt cấp của bệnh nhân trong tiền sử là cái dự đoán mạnh nhất nguy cơ xảy ra đợt cấp trong tương lai. Mà cái nghiên cứu này theo dõi trong 3 năm cho chúng ta thấy một cái hình ảnh rất rõ là nếu như bệnh nhân có năm đầu 30% đợt cấp thì năm thứ hai là 60% có nhiều đợt cấp và năm thứ ba là có 70% bệnh nhân ở trong nhóm có nhiều đợt cấp. Hay nói một cách khác là trên một người có nhiều đợt cấp thì tiền định của họ là rất nhiều khả năng họ là người COPD có nhiều đợt cấp. Và chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng thông tin nhiều đợt cấp như là một cái marker hướng đến cái việc chúng ta điều trị có sử dụng ICS hay không. Đấy là một cái câu chuyện lâm sàng và rất là thuận lợi cho các thầy thuốc Việt Nam của chúng ta. Một cái thứ hai nữa là cũng một cái trích dẫn trong một cái tạp chí rất gần đây, người ta nói rằng là cái yếu tố từ các bằng chứng lâm sàng nói rằng cái yếu tố mà dự đoán hiệu quả sử dụng ICS tốt nhất đối với bệnh nhân COPD đó là bạch cầu ái toan. Và chúng ta sáng nay đã được nghe cái bài báo cáo rất là hay của anh Đinh Xuân Anh Tuấn về cái vấn đề bạch cầu ái toan. Và cái phác đồ của Sheck năm 2013 như bữa nay chúng tôi trình bày ấy, nó trình bày rất là cụ thể các cái câu chuyện của các cái phenotype của bệnh nhân và định dạng phenotype và điều trị. Và tôi cũng đã đọc kỹ cái phân tích của guideline Sheck. Và tôi cũng rất thú vị về cái định dạng phenotype của Sheck. Và tôi cũng xin được chia sẻ với tất cả các bạn rằng là cá nhân tôi thấy rằng cái việc định dạng phenotype, định dạng sớm phenotype là câu chuyện hoàn toàn có khả năng thực hiện trong điều kiện thực hành hàng ngày của bác sĩ Việt Nam. Hoàn toàn không khó. Thế thì như vậy chúng ta bàn đến cái chuyện mà phân loại cái phân nhóm bệnh nhân theo kiểu ABCD, theo cái cách ma trận mà Gold làm thì chúng ta sẽ thấy như thế nào. Chúng ta nên quan tâm đến giá trị FEV1. Chúng ta nên quan tâm đến vấn đề đợt cấp. Và đây là hai cái thông số mà trong thực hành lâm sàng Việt Nam của chúng ta hoàn toàn có thể làm và đã quen rồi. Và trên cái phân tích như vậy thì chúng ta cần phải lưu ý đến vấn đề là ghi chép ở trong hồ sơ bệnh án
xem là ở những trường hợp đó thì chúng ta tối ưu thuốc giãn phế quản hay là chúng ta cần phải xem xét ICS. Tôi nói thí dụ, nếu chúng ta nói rằng là bệnh nhân không nhiều đợt cấp thì chúng ta không cần cân nhắc ICS. Nhưng mà nếu chúng ta nói rằng là cái MIC hay là cái mức độ ho thở của bệnh nhân tăng lên càng ngày càng nhiều thì chúng ta lại cần phải gì? Tối ưu hóa thuốc giãn phế quản. Thế như vậy cái việc ghi chép hàng tháng của chúng ta hay là 2 tháng hoặc là 3 tháng trong các lần visit của bệnh nhân là cực kỳ quan trọng. Và cái đó nó sẽ hướng đến cho chúng ta cái cách tiếp cận bệnh nhân nó hợp lý và hợp lý ngay từ đầu. Thì đây là một cái tình huống mà chúng ta đã có thể chẩn đoán là COPD bằng spirometry rồi, chúng ta bắt đầu khởi đầu điều trị, thì tôi nghĩ rằng là với cái phác đồ như thế này cũng là tương đối rõ để chúng ta có thể tiếp cận điều trị bệnh nhân. Hoặc là thuốc giãn phế quản tác dụng dài đơn độc, hoặc là thuốc giãn phế quản tác dụng dài kết hợp. Nếu chúng ta nói rằng là các cái thông số đánh giá về tình trạng lâm sàng của bệnh nhân đang có chiều hướng xấu đi thì chúng ta cộng vào. Còn nếu như chúng ta nói rằng là bệnh nhân này có nhiều đợt cấp thì chúng ta có thể cân nhắc cái việc mà chúng ta sử dụng ICS cho bệnh nhân. Vấn đề là chúng ta có ghi chép hay không về vấn đề mức độ đợt cấp và vấn đề mức độ khó thở của bệnh nhân theo cái thang điểm MIC mà tôi đơn giản hóa để như chúng ta thấy. Bây giờ chúng ta trở lại câu chuyện của vấn đề ICS, ICS LABA và LAMA LABA từ một vài nghiên cứu để cho chúng ta thấy. Cái nghiên cứu đầu tiên là cái phân tích subgroup của một cái nghiên cứu rất lớn trên toàn nước Đức là cái nghiên cứu DACO. Cái nghiên cứu DACO này thì cho chúng ta một cái cách nhìn hết sức là cụ thể trên một cái quần thể chung. Thế thì trong cái quần thể này thì người ta nói rằng hầu hết những bệnh nhân COPD không nhiều đợt cấp thì cái việc mà chúng ta sử dụng 3 thứ thuốc đấy, 2 thứ thuốc tác dụng dài và ICS không cải thiện kết cục giảm đợt cấp và chất lượng cuộc sống. Và cái trên cái sơ đồ dưới này cho chúng ta thấy rằng là cái so sánh giữa năm đầu tiên và năm thứ hai, giữa cái nhóm vẫn tiếp tục ICS và cái nhóm không sử dụng, rút cái ICS ra là không thấy có một cái sự khác biệt. Đấy là phân tích subgroup của cái nghiên cứu DACO ở Đức. Cái nghiên cứu thứ hai cũng đã được nói rất nhiều trong các cái diễn đàn ở trong nước, diễn đàn khoa học trong nước, đó là nghiên cứu Wisdom. Thì nghiên cứu Wisdom cũng có một cái sự so sánh giữa cái việc mà tiếp tục sử dụng ICS và cái việc mà rút dần ICS ra. Thì trong cái thời gian là 54 tuần cho chúng ta thấy rằng là giữa hai cái nhóm tiếp tục duy trì ICS và rút dần ICS ra thì cái tỷ lệ đợt cấp theo dõi sau đó là không có sự khác biệt. Tuy nhiên khi nói về Wisdom, tôi rất muốn lưu ý một cái điều rằng là tôi rất lưu ý đến cái chuyện FEV1 giảm ở 3 lần visit cuối nếu chúng ta rút ICS. Hay nói một cách khác là trong một cái quần thể chung, chúng ta không thể nói rằng là không có vai trò của ICS được. Nhưng mà vai trò của ICS như thế nào thì nhiệm vụ của chúng ta phải phenotype cái chuyện đó ra. Cái sáng nay chúng ta cũng đã được nghe cái báo cáo kết quả nghiên cứu FLAME mà thầy Châu có trình bày, cho chúng ta cũng có một cái nhìn so sánh giữa indacaterone và glycopyrrolium với salmeterol và fluticasone, hai cái long acting giãn phế quản với một cái ICS LABA, cho chúng ta thấy ở trên đợt cấp như thế này chúng ta thấy rằng ở tất cả các đợt cấp trung bình nặng và đợt cấp nặng chúng ta thấy có một cái sự khác biệt rất là rõ giữa hai cái thuốc giãn phế quản tác dụng dài kết hợp so với ICS LABA. Hay nói một cách khác là chúng ta lại trở lại ngược lại câu chuyện là nếu như bệnh nhân có nhiều đợt cấp thì chúng ta nói rằng là có vai trò của ICS. Ở đây tôi rất muốn lưu ý là chúng ta cần phải phân tích cái quần thể nghiên cứu ở trong những nghiên cứu này. Họ có một sự chọn lọc và chúng ta cũng cần lưu ý khi phân tích kết quả nghiên cứu phải dựa trên cái quần thể nghiên cứu của họ để mà chúng ta kết luận. Một nghiên cứu khác là nghiên cứu Crystal theo cái cách mà chúng ta thấy gọi là cách thiết kế nghiên cứu mở gọi là crossover, cho chúng ta thấy rằng là đầu tiên thì điều trị như vậy, sau đó thì ngẫu nhiên tách ra sang điều trị cái khác và một phần là duy trì cái điều trị cũ, thì cho chúng ta thấy một cái kết quả hết sức là thú vị là cái việc mà chúng ta sử dụng cái thuốc kết hợp thuốc giãn phế quản tác dụng dài đó thì nó có hiệu quả tốt hơn ở trên chức năng hô hấp và trên các cái thang điểm đánh giá về chất lượng cuộc sống và triệu chứng. Ở đây chúng ta thấy rằng là câu chuyện này nó có vẻ nó hơi đi ngược lại một chút, cái quan niệm kinh điển của chúng ta ở trong cái cơ chế bệnh học của COPD là việc chúng ta sử dụng thuốc giãn phế quản đơn độc với so sánh với việc mà chúng ta dùng thuốc giãn phế quản kết hợp với ICS. Đây là nghiên cứu khác là nghiên cứu FLASH, cũng cho chúng ta một cách nhìn như vậy
Và chúng tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng trong nghiên cứu FLASH người ta cũng so sánh cái hiệu quả điều trị của hai thuốc giãn phế quản so sánh với ICS/LABA trên cái chức năng hô hấp, cái mà chúng ta đặt vấn đề ngay từ đầu từ trong bài báo cáo của tôi về cơ chế sinh bệnh trong COPD. Cái tình huống thứ hai là bây giờ chúng ta gặp một cái bệnh nhân đang điều trị ICS sao? Trên 50% của chúng ta hiện nay là như vậy. Thì ở trong các cái tình huống như vậy, chúng ta nên có một cân nhắc tiếp tục hay là chúng ta giảm và ngưng cái việc điều trị ICS. Ở đây có những cái gợi ý rất là cụ thể như thế này. Thứ nhất là nhiều đợt cấp và tăng bạch cầu ái toan. Cái việc này chúng ta làm rất dễ trong điều kiện thực hành của chúng ta, kể cả ngoại trú. Và cái thứ hai là nếu không nhiều đợt cấp thì chúng ta chuyển sang LABA kết hợp. Và chúng ta cần phải cân nhắc việc giảm dần ICS. Phải cân nhắc cái việc mà giảm dần ICS. Thế thì cái nguyên lý cân nhắc giảm dần ICS tôi đi rất nhanh là đánh giá nó trong từ 6 cho đến 12 tháng mà chúng ta giảm dần từ liều cao đến liều trung bình đến liều thấp và ngưng hoàn toàn. Cái này thành một công thức cũng tôi nghĩ cũng là cũng rất dễ để chúng ta nhớ. Và trong quá trình theo dõi đó, nếu như bệnh nhân có một đợt cấp nặng hoặc là đợt cấp nhập viện thì chúng ta cần phải lưu ý đến vấn đề có chỉ định dù ICS cho bệnh nhân hay không. Tình huống thứ ba là tiếp xúc lần đầu từ đợt cấp. Câu chuyện này lại rất hay gặp trong bệnh viện. Rất hay gặp trong bệnh viện. Vì không có nhiều thời gian để chúng ta phân tích hai cái sơ đồ rất thú vị này. Thì chúng tôi rất muốn nói với các bạn rằng trong thời gian ngắn nữa chúng tôi sẽ đưa đến tất tay tất cả các bạn các cái tài liệu hướng dẫn theo cái cách mà chúng tôi hướng dẫn theo hai cái sơ đồ này. Thì hai cái sơ đồ này là hai sơ đồ tiếp cận bệnh nhân từ đợt cấp. Có thể đợt cấp nhập viện hoặc là có thể đợt cấp đến các phòng khám ở primary care, đến các phòng mà chúng ta có thể quyết định rằng là có điều trị bằng ICS cho bệnh nhân kết hợp hay không trong một cái trị liệu trong khoảng 12 tháng trước khi chúng ta quyết định cái trị liệu lâu dài cho bệnh nhân. Chúng tôi xin được kết thúc bài nói chuyện bằng các kết luận như sau. Thứ nhất là ICS liều cố định kết hợp với LABA đang được chỉ định phổ biến ở trên bệnh nhân COPD của chúng ta. Phần lớn các chỉ định này là thói quen hơn là dựa trên các bằng chứng khuyến cáo. Thứ hai là trên bệnh nhân nhẹ không nhiều đợt cấp, chiến lược tiếp cận ban đầu bằng LABA hoặc LABA kết hợp LAMA là cần thiết. Nên khởi đầu ngay bằng kết hợp ICS-LABA hoặc ICS-LAMA. Ở Việt Nam chúng ta vẫn còn chưa có thuốc này. Nếu tiếp xúc lần đầu với bệnh nhân vì đợt cấp nặng nhập viện. Đấy là cái sơ đồ tình huống 3 tôi vừa trình bày. Cái thứ ba là tiền sử nhiều đợt cấp, nhất là khi bệnh nhân có tuổi dưới 40, có triệu chứng khò khè hoặc khó thở, cơn là những dấu hiệu lâm sàng cho thấy bệnh nhân rất nhiều khả năng nằm trong cái phenothiazine, thì chúng ta nên cân nhắc việc sử dụng ICS. Nên củng cố chỉ định ICS bằng việc xác định tình trạng tắc nghẽn có cải thiện có ý nghĩa sau sử dụng thuốc giãn khoản khi chúng ta đo spirometry. Và hai cái thông số chúng ta cần tham khảo đó là bạch cầu ái toan và FEVNO. Cái bài trình bày sáng nay của thầy Tuấn nói cũng đã rất rõ. Cái thứ tư là có thể tăng giảm trị liệu trên cơ sở xác định tình trạng kiểm soát đợt cấp, nên giảm và ngưng ICS trên bệnh nhân đang điều trị kết hợp có ICS nếu FEV1 duy trì ổn định hoặc cải thiện dưới điều trị. Đấy là một kết luận rất hay về chúng ta, thái độ của chúng ta đối với ICS. Và kết hợp LAMA, LABA làm tăng FEV1. Chúng ta đã có bằng chứng giảm triệu chứng, chúng ta đã có bằng chứng giảm đợt cấp hơn so với từng thuốc riêng lẻ. Kết hợp LAMA, LABA làm giảm đợt cấp hơn so với ICS, LABA đã có bằng chứng từ một số các cái nghiên cứu được thiết kế rất là chặt chẽ. Xin cảm ơn sự chú ý của anh chị. Xin cảm ơn phần trình bày rất là hay của tiến sĩ Nguyễn Văn Thành.